Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình đang ở trong cái vườn bí của mình. Thì như tiêu đề là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách phòng bệnh chết dây ở trên dây bí nha các bạn. Để cho các bạn nào mà mới trồng á thì bạn cũng có thể là tham khảo và các bạn trồng được tốt hơn, cũng như là các anh các chị mà trồng lâu năm rồi đó thì các anh các chị cũng có thể là xem video này là tham khảo ha. Thì trước khi mà vào cái chia sẻ và cách phòng bệnh chết dây ở trên dây bí á, thì mình sẽ nói về cái nguyên nhân để cho các bạn cũng có thể là tham khảo được ha. Thì cái nguyên nhân mà cốt lõi các bạn là trước đó là bạn trồng những cái loại cây mà nó cùng họ, ví dụ như là mướp nè, rồi bầu nè, rồi cà chua nè các bạn đó. Thì những cái loại đó mình là nó dạng là cùng họ đó đó các bạn. Và khi mà các bạn chuyển sang mà các bạn mà trồng bí á, các bạn không có kịp mà xử lý đất á, mà các bạn dọn mà nó không có kỹ á, nó còn lại những cái vi khuẩn á, nó làm cho đất của mình nó bị nhiễm tiếng trùng á, mà các bạn không có xử lý, mà các bạn lật đật mà các bạn trồng bí vô á, thì cái khả năng á, mà mình bị chết dây thì nó rất là cao. Thì trong cái trường hợp đó thì bây giờ mà mình muốn phòng bệnh á, thì phải như thế nào? Thì ở đây thì mình sẽ đơn cử cho các bạn một số loại thuốc ha, để các bạn có thể là bơm gốc cho nó, để nó có thể là phòng bệnh được là cái bệnh là chết dây nha các bạn ha. Thì đối với những cái anh mà các chú mà trồng lâu năm á, thì người ta gọi nó là héo xanh. Thì các bạn cũng có thể là áp dụng trên những cái loại cây khác nha, ví dụ như là bí đao nè, rồi bầu mướp nè các bạn đó. Thì đó là những cái loại mà nó cùng họ ha. Thì những cái loại thuốc mà mình muốn chia sẻ ở đây các bạn là nó đều bán ở trên cái thị trường luôn. Thì đối với những cái người bạn nào mà không mua được những cái loại thuốc này đó, thì mình có để một cái đường link tại Shopee đó, thì các bạn bấm vào đó và các bạn mua trực tiếp luôn ha. Các bạn chỉ việc là để cái địa chỉ thôi và người ta sẽ gửi tới nhà của bạn luôn. Thì ba cái loại thuốc mình muốn chia sẻ cho các bạn á, một là cái thuốc là Alios ha. Nó thì cái loại thuốc này các bạn là nó chuyên là trị về thối gốc đồng. Thì mình sẽ dùng cái gói thuốc này nè, mình bơm mình pha với 20 lít nước các bạn. Nó và mình làm theo nó đúng liều nó chỉ ha. Rồi các bạn bơm gốc cho nó. Bơm ướt gốc luôn. Thì bạn sẽ phòng được là cái bệnh là chết dây ở trên dây bí nha các bạn ha. Hoặc nếu như là các bạn mà không có mua được cái gói Alios này đó, thì bạn có thể sử dụng là Ridomin ha. Cái thằng Ridomin này các bạn thì nó trị bệnh là chết dây cũng như là phòng bệnh héo xanh các bạn, cực kỳ là hay luôn nha các bạn ha. Nhưng mà các bạn phải giảm liều cho nó, tại vì nó dạng là hơi nóng các bạn. Thì nó dạng là nó mình xịt đúng liều của nó thì nó hơi nóng, thì nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên sử dụng là cái thằng Alios ha. Mình nhưng mà bạn sử dụng thằng Alios á, thì bạn không có cộng bất cứ một cái loại thuốc nào hết nha. Bạn sử dụng là một mình nó thôi, bạn cộng vô những cái loại thuốc khác, ví dụ như sâu này nọ đó, là nó sẽ bị mất tác dụng ha. Mình bơm gốc cho nó là ok. Hoặc là bạn có thể sử dụng cái thằng Mantalaxy ha. Thì cái dòng thuốc này á, thì nó thuộc dạng nhũ dầu rồi, thì nó cũng cực kỳ là nóng luôn. Thì nếu như là các bạn mà xịt đúng liều của nó thì cái khả năng á, cái lá bí của mình nè, nó sẽ bị cháy rìa lá. Thì do đó thì mình phải giảm liều. Thì thông thường các bạn thì một gói là Mantalaxy á, là mình sẽ là xịt được là 2 bình 20 lít ha. Nó thì đó, cái đó là đối với cái nó gọi là đúng liều. Nhưng mà mình phải giảm liều xuống, thì là một gói Mantalaxy đó thì mình sẽ pha cho dòng là 3 bình ha. Có nghĩa là mỗi bình là 20 lít nước. Có nghĩa là mình làm cho nó loãng lại và mình chỉ việc là mình bơm gốc nó thôi. Và cái thời gian mà bơm gốc cho nó thì nó tầm khoảng đâu là 10 ngày tuổi là mình đã là bơm gốc nó để mình xịt phòng ha. Thì cái khả năng mà nó chết dây các bạn hầu như là chỉ có vài phần trăm thôi, nó rất là thấp luôn đó. Tại vì đất của bạn không có xử lý đất đó, thành ra nó phải như vậy thôi, chứ mà nói phòng hết 100% thì chắc cũng không có các bạn. Thậm chí cỡ như mình ở đây là mình trồng cũng mấy đợt rồi, trước đó trồng giống đồng tiền vàng, sau nữa là trồng giống châu vàng hay nọ cũng mấy lần rồi đó, nhưng mà cũng vẫn bị chết nha các bạn ha, chứ không phải là không chết đâu. Tại vì đất ở đây mình cũng không có thời gian mình xử lý nữa, các bạn xem nè, cỏ còn rất là nhiều luôn đó. Còn cái đợt này là mình trồng cái giống là Hưng Nông 368 ha, cái thời gian thu hoạch của nó thì cũng tầm 70 ngày thôi đó. Ở đây thì chia sẻ cho các bạn vậy để các bạn nào mà mới trồng thì các bạn cũng có thể là tham khảo cái ý kiến của mình ha.
thì mình chia sẻ cho các bạn đó, thì khi mà các bạn nghe được á thì các bạn nên áp dụng cho một vài dây bí của mình thôi, chứ mà các bạn không nên áp dụng cho nguyên vườn ha. Thì sau khi mà các bạn áp dụng mà một hai dây bí của bạn á mà nó hiệu quả đó thì các bạn hãy áp dụng cho nguyên vườn, chứ mình cũng không muốn nghe những cái chia sẻ của mình các bạn thì mà nó ảnh hưởng đến cái vườn của các bạn. Ở đây là cái vườn bí của mình nay nó cũng bắt đầu là nó chuẩn bị là nó ra nụ nha các bạn ha. Trước đó thì cũng làm nhiều cái video mà chia sẻ rồi, thì các bạn có thể là xem lại ở phần danh sách phát của mình ha. Thì như nãy giờ mình nói thì ba cái loại thuốc mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là một là Alios nè, hai đó là Ridomin, ba nữa là Mantalaxy ha. Cái khúc này các bạn làm bữa bí của mình là nó bị bọ trĩ tấn công nè, mình xịt lại gần chết luôn, xịt Antracon các bạn, với xịt phòng thêm cái thằng Matt Hero để phòng bệnh sương mai, tại vì lúc rại cũng có mưa các bạn, mình sợ nó bị sương mai, hôm nay thì nó cũng đỡ rồi. Cái vườn này mình không có chăm nhiều, mình chủ yếu mình chăm mấy cái vườn bên kia các bạn, với lại mình còn mấy cái vườn bắp tay nữa, lo xịt sọt tùm lum. Phân á, thì ở đây mình vô cái phân 20-15 nha các bạn ha, nhưng mà phân loại một màu á nè, cái phân nó còn luôn nè, thì mình vô nó khoảng đâu là cái đợt này là mình vô phân nó lúc bữa nó 18 ngày tuổi nha các bạn ha. Mình vô phân hơi trễ trước đó, tại vì mình cũng có bón lót cái phân chuồng á, nên đợt này là mình bón phân nó hơi trễ, chứ đúng chuẩn của nó thì nó khoảng đâu là 12 ngày tuổi là mình có thể là mình bón phân mình nhấp từ từ rồi. Ở đây là nó cũng đã ra một số nhánh chèo nha các bạn ha. Nè, thì khi mà những cái mấy nhánh chèo này mà nó ra bông nè, phải không? Ở đây nè các bạn, nó ra bông mà nó khoảng đâu là một lạng á, một lạng hơn á, thì mình bắt đầu là mình bấm đột cái lần hai cho nó ha. Thì tới đó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái bấm đột về lần hai của cái dây bí hồ lô ha. Riêng về cái phần bấm đột của bí hồ lô các bạn, thì cái lần hai là mình chỉ bấm cái tim ngọn thôi, chứ mình không có bấm đột như cái đợt một ha. Thì cái đợt một là mình sẽ ngắt á, mình cách xa cái chèo khoảng một khúc luôn như thế này ha, chừa lại cái chèo. Rồi thì các bạn nào mà có câu hỏi nào thì các bạn hãy bình luận trong kênh của mình ha. Nói chung là có tương tác á, thì mình sẽ cập nhật và mình làm video mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì cái vườn bí này hiện nay nó, cái khúc này của mình á, nó không có đẹp, nó hơi xấu, nhưng mà mình vẫn quay cho các bạn xem. Chứ mà vườn bí đẹp thì mình nằm ở hai cái clip bên kia, cái này thì mình trồng sen canh với bưởi á, cũng không có chăm mấy các bạn. Rồi thì video quay tới đây thôi nha mọi người nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.